xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả một ngày thật sự tốt lành và mạnh mẽ trước cơn dịch bệnh nhé. Ok, chủ đề hôm nay của chúng ta là nói về công dụng và cách sử dụng cái tấm giấy mỏng manh này. Nhưng mà nó thật sự rất là lợi hại trong cái bộ môn trang trí màu của chúng ta đó. Và đó chính là tờ giấy scan. Mình thì cũng từng như các bạn thôi, tại vì là tiên mình cầm cái tờ giấy này lên á, mình cũng rất là ngơ ngác, mình không biết làm thế nào với nó cả. Tại vì mình nghe người ta nói cái tờ giấy này nó có thể sao chép hình ảnh, nhưng mà bằng cách nào có thể làm được điều đó thì cái đáp án nó sẽ nằm trong chính cái tính trong suốt của tờ giấy. Bây giờ mình sẽ làm một phép thử, mình sẽ đặt cái tờ giấy này lên bàn tay của mình, thì ngay cái góc độ của các bạn á, các bạn có thể nhìn thấy được xuyên qua tờ giấy là bàn tay của mình đó, thì cái đó chính là đáp án. Còn cách sử dụng nó như thế nào thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể luôn. Để scan một tấm hình thì các bạn cần phải chuẩn bị những cái món dụng cụ nhỏ nhỏ như sau. Thì thứ nhất là các bạn hãy chuẩn bị một cái tấm giấy scan, thì kích thước to nhỏ tùy ý các bạn nha. Cái thứ hai là cái hai cây bút chì. Một cây các bạn nên để chọn cây rất là nhạt, một cây là đậm. Thì ở đây mình chọn cây HB và 6B. Cái món thứ ba đó là một cục gôm đen dùng để tẩy xóa khi các bạn vẽ sai. Và món thứ tư đó là hai miếng băng keo giấy dùng để dán cố định tờ giấy scan này trên mặt giấy. Hoặc các bạn có thể thay thế bằng hai cái kẹp giấy cũng được nhé. Đầu tiên là mình sẽ đập tới cái tấm giấy scan lên họa tiết cần sao chép. Mình sẽ canh chỉnh sao cho nó nằm ở vị trí giữa tờ giấy ha. Sau đó mình dán cố định hai góc phía trên của tấm giấy scan lại để nó cố định, giữ cho cái tờ giấy nó không có bị xô lệch khi mà mình scan. Sau đó mình lấy cây bút chì nhạt như là cây HB để scan. Thì trước khi scan thì mình sẽ ký hiệu cái mặt giấy mình đang scan là mặt A, còn mặt bên kia là mặt B, để khi mà mình chỉ thì các bạn dễ hình dung ha. Rồi, để scan cho nó tránh cái việc mà mình sót nét á, thì mình sẽ chọn cái scan một góc trước. Chẳng hạn như là mình chọn cái phần đầu này nè, mình scan trước. Nếu có sai thì các bạn nên dùng gôm sửa lại liền, xóa và sửa lại liền. Cái bước mà mình scan lấy hình thế này á, các bạn không cần phải mạnh tay lấy nét đậm đâu, tại vì mình chỉ cần nét nó mờ mờ thấy được cái hình là được rồi. Cái lưu ý thứ hai là các bạn nên scan nét thật là mỏng. Đấy. Mà để làm được điều đó thì các bạn nên chọn cây chì mà nó có đầu nhọn một chút. Rồi, mình scan xong phần đầu rồi đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành scan cái phần bụng. Khi scan thì các bạn nên kéo nét liên tục như thế này để tránh bị rung nét. Tại vì mình kéo mà mình kéo chậm quá nó cũng sẽ bị rung nét á. Cái tay mà mình cầm bút chì để scan ấy, thì các bạn kéo nét liên tục. Còn tay mà mình giữ tấm giấy scan ấy, các bạn nhớ đè nó lên, nó xuống một ít để cho nó không bị mờ nét giống như bây giờ này. Nó mờ nét này, khi mình scan ấy, mình đè nó xuống. Đấy. Giống như bây giờ thì nó dễ hơn.
lâu lâu các bạn vuốt ra, vuốt vuốt cho nó căng giấy ra. Sắp xong rồi. Trước khi mình gỡ cái miếng giấy can ra thì mình cũng phải lật cái tờ giấy lên, mình kiểm tra xem là mình có can thiếu nét nào hay không. Ok, thế là mình đã xong cái thao tác là can lấy nét cái họa tiết mẫu này lên giấy can. Bây giờ mình sẽ gỡ cái tấm giấy can này ra. Các bạn thấy đó, cái mặt A là cái mặt mà mình đã đồ nét lên trên, cho nên các bạn có thể thấy hình. Đấy. Còn mặt B phía sau nó không có gì cả. Chẳng qua là cái tấm giấy này nó trong suốt, cho nên các bạn mới thấy được cái hình từ mặt A nó chiếu qua. Đấy. Nhưng mà nó bị ngược. Vậy thì để mà mình có thể đặt cái tấm giấy này, cái can này, mà mình can lên một cái tấm giấy khác á, mà nó cùng hướng với hình góc ấy, thì các bạn phải đồ lên mặt B. Bây giờ mình sẽ đồ lại mặt B bằng cây chì đậm là cây 6B. Tại sao chúng ta phải dùng những cây chì đậm để đồ? Tại vì những cây chì đậm thế này á, nó mới cho ra những cái nét đậm. Và sau đó khi mà mình lật ra mặt A và mình đặt lên một cái tấm giấy khác mình ca nét á, thì nó mới cho ra những cái nét đậm rõ được. Rồi trước khi mình đồ lại cái hình này thì mình sẽ lót phía dưới một cái tờ giấy nháp nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đồ. Là mình vừa mới đồ xong cả trên mặt A và mặt B của cái tấm giấy can này. Bây giờ mình sẽ can cái hình này lên trên một cái tờ giấy khác. Bước này á, các bạn chỉ nên dùng cây HB, một cây chì nhạt là đủ ha, không cần phải dùng cây chì đậm. Vì khi mình đồ nét lên đây, các bạn chỉ cần nhấn thật mạnh tay là cái vết chì của cái mặt B đó đó, nó sẽ in lên trên cái tờ giấy mà các bạn muốn can. Giống như là như thế này nè, các bạn thấy không? Đây, đây là cái hình mà mình vừa mới can xong đây. Còn đây là cái hình họa tiết gốc. Các bạn so sánh xem là giữa hai hình này nó có gì khác biệt không? Rõ ràng là không có gì khác nhau hết, phải không?
Nhưng các bạn thấy đó thì tấm giấy can này á, mặc dù nó rất là mỏng manh nhưng mà cái lợi ích nó mang lại thì không thể nào chối cãi, đúng không? Các bạn cứ thử tưởng tượng xem là mình đang vẽ một cái bài vẽ theo bố cục đối xứng nhưng mà mình lại thiếu đi cái tấm giấy can này, thì có phải là mình phải vẽ từng họa tiết một giống nhau, vậy thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian, đúng không? Cho nên mình hy vọng video lần này của mình nó sẽ giúp ích cho các bạn, giúp cho cái quá trình học tập của các bạn trong môn trang trí màu này được thuận tiện hơn và sớm gặt hái được nhiều thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.